Sốc, lột xác nhờ giảm gần đến 10kg mỡ. MC Hoàng Linh VTV lật mặt với chồng nhanh như chớp. Đây là thái độ của MC Hoàng Linh với chồng trước khi giảm béo. Cái này chia sẻ thì hơi ngại nhưng mà thực sự là bây giờ mình chỉ thích tắt đèn thôi. Mình chỉ thích là tối om thôi mọi người nha, bởi vì mình ngại, mình nói thế nào nhỉ, nếu mà chồng mình mà xem được video này thì anh ấy biết là mình tự tin mất, bởi vì bình thường lúc nào mình cũng tỏ ra là mình tự tin. Nhưng đúng thật sự là những cái thứ trước đây mà mình tự tin nhất với chồng mình chẳng hạn thì bây giờ nó sập sệ hẳn nha. Để mà nói về hình thức thì đúng là dạo này mình cũng hơi tự ti với chồng mình thật đấy. Thì đấy cũng là lý do mà mình phải đến Đông Bang. Phải đến Đông Bang và mình sẽ dùng tiền của chồng mình để trả cho Đông Bang để lấy lại sự tự tin để có thể đối diện với anh ý. Và đây cũng là cô gái ấy nói về chồng, nhưng sau khi giảm tới 10kg mỡ và đã quá xinh đẹp, thon thả. Bây giờ khi mà Linh đã giảm cân thành công rồi, lần gần đây nhất khi mà tiệc đầy năm của Kichi 1 tuổi thì khi mà hai vợ chồng chọn đồ thì Linh chọn xong đồ của Linh rồi, rất dễ dàng nha. Bây giờ Linh mặc cái gì Linh cũng thấy tự tin, cũng thấy đẹp. Thì đến lượt bác Kichi chọn đồ là anh rùa. Anh ấy loay hoay ở tủ của nào cũng anh ấy mà chọn đến mặc đến cái quần thứ 10 rồi, Linh vẫn thấy không thấy đẹp. Cái thì chật mông, cái thì chật đùi, cái thì chật bụng. Thì Linh mới nói là anh rùa ơi, anh cũng xem thế nào giảm cân đi, béo quá rồi không đẹp. Thì anh ấy mới quay ra nguyết Linh một cái xong bảo với Linh là: bạn Linh ơi, trước đây béo thì cùng béo, bây giờ bạn đẹp rồi, bạn lại body shaming mình. Chồng của chị hẳn là đã phải thốt lên: Cứu tôi. Chị đẹp, chị có quyền. Cùng xem MC Hoàng Linh đã được chồng cưng đựng và hạnh phúc như thế nào sau khi lột xác ngoạn mục nhé. Và gần đây nhất thì chồng Linh gọi Linh là Linh bé bỏng. 40 tuổi mà còn được gọi là Linh bé bỏng. Nghe cũng thấy ngượng, cũng thấy ngại nhưng mà rất rất thích các chị em nhá. Ai mà chẳng muốn bé bỏng trong mắt người đàn ông của mình đúng không ạ? 60 cân thì làm sao người ta gọi mình bé bỏng được. Cũng trong một cái khoảnh khắc rất là lãng mạn là mình nấu đồ ăn ở dưới bếp, nấu cháo cho Kichi. Thì anh ấy đi họp về, tự nhiên vào lại thấy kiểu chào mình xong rồi nhấc mình một cái từ đằng sau lên thì mình cũng thấy ngạc nhiên thôi, mình giật mình một cái. Mình bảo chứ sao tự nhiên nó mới xến mẹ, xong mà đi làm cả ngày về thì nhớ vợ thôi. Thế thì mình nghĩ trong đầu mình cũng vui, xong mình cũng chào nói chuyện bình thường, xong ông đi lên gác rồi mình nghĩ trong đầu mình bảo: đấy bây giờ mình 50 cân thì còn nhấc được mình chứ, trước đây mình 60 cân có thể nhấc mình phát nào đâu. Thật sự các chị em ơi, nhiều khi cứ trách là bảo chồng cứng với chồng thô, chồng khô, chồng không lãng mạn. Nhưng mà các chị em nhiều khi cũng phải tạo điều kiện cho họ lãng mạn thật nhá. Có lúc mình phải tỏ ra mèo con một tí, mình phải hiền lành, dịu dàng một tí. Và mình cũng phải nhẹ cân một tí, người ta mới nhấc được mình lên chứ. Vì mình 60 cân người ta muốn lãng mạn, người ta không nhấc được mình. Hoặc đang nhấc mà tuột tay thì còn đâu mà cái cảm giác thi vị nữa đúng không? Linh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và Linh cảm thấy là từ khi Linh 50 cân thì chồng Linh đối xử với Linh cũng dịu dàng hơn, chiều chuộng hơn. Trước đây cũng chiều rồi nhưng bây giờ chiều hơn. Phụ nữ có bao nhiêu cũng là không đủ đúng không? Và mình thấy là khi mình nhỏ bé, thấp bé nhẹ cân hơn, mình thấy mình bé bỏng hơn trong mắt anh ấy. Mình có quyền làm nũng hơn, mình vòi vĩnh hơn. Mình động đến đâu mình cũng thấy là mình em mệt lắm, em không làm được, kiểu như thế. Và từ đó thì mình thấy cái nguồn năng lượng của mình trong cuộc sống nó nhân lên rất rất là nhiều lần. Nên là nhắc lại với các chị em là đừng có để mình béo, đừng có để mình xấu, lúc nào cũng hãy chăm sóc, nâng niu và yêu bản thân mình nhé. Bạn có muốn được chồng gọi là em yêu bé bỏng như cô ấy? Bạn có muốn được chồng bế ấm quay cuồng như cô ấy? Hãy để lại số điện thoại hoặc inbox để được giảm béo và xinh đẹp như MC Hoàng Linh với gói ưu đãi giảm 50% duy nhất tháng này.